nhưng chỉ một vài giây sau, hào quang từ tịch diệt của nguyên không dạ dần tiêu tán bên trên bầu trời, mọi thứ trở lại bình thường, chỉ để lại một vết lõm hình quả cầu to lớn trên mặt đất bên dưới quả cầu ánh sáng uỳnh một bóng người bất ngờ rơi xuống đất như sao băng, đó chính là bạch lý trường thanh. bị nguyên không dạ dùng kỹ năng tịch diệt hất văng bật ngược trở lại phía sau. sau khi gượng dậy, một người đàn ông bằng sắt thép như bạch lý trường thanh cuối cùng thực sự cũng đã xuất hiện một vệt máu tràn ra bên ngoài miệng. bạch lý trường thanh vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía nguyên không dạ và nói ra khục khục cô ta nhanh như vậy đã làm chủ được kỹ năng tịch diệt của đội trưởng sao bách lý trường thanh đã quá quen thuộc với loại sức mạnh nguyên không dạ vừa phát ra đây chính là thuật đồng tử tịch diệt của biên quân võ chu cát thanh đình cùng nhiều thủ hạ của tiêu hồng luyện chứng kiến một màn này vẻ mặt của ai cũng hiện rõ vẻ sợ hãi tiêu hồng luyện ở phía dưới hốt hoảng thốt lên cô ta thậm chí còn đang nắm giữ được sức mạnh ở đẳng cấp của biên quân võ toàn bộ những người có mặt nơi này vừa mới trải qua một trận đại chiến với làn sóng thây ma bên ngoài căn cứ dương thịnh được tận mắt chứng kiến sức mạnh khủng bố và áp đảo của biên quân võ một loại kỹ năng đồng tử mà chỉ cần trong nháy mắt người sử dụng có thể một mình tiêu diệt hàng trăm ngàn zombie nhiều binh lính từ các thế lực một lần nữa được chứng kiến kỹ năng hủy diệt đã tiêu diệt hàng trăm ngàn zombie cùng một lúc khiến bản thân ôm đầu sợ hãi thốt lên trong lo lắng hơn nữa trong tay của nguyên không dạ bây giờ sở hữu siêu năng lực của biên quân võ liệu còn có cơ may nào cho chúng ta không đây bách lý trưởng thanh từ từ đứng dậy lớn tiếng hô hào về phía mọi người không cô ta không phải là đội trưởng cô ta mới chỉ sở hữu sức mạnh này thôi nên chưa thể nào sử dụng đến mức thành thục được mọi người yên tâm chúng ta vẫn có thể đánh bại được cô ta bách lý trường thanh rất chắc chắn về điều mình khẳng định bởi vì nếu vừa nãy người sử dụng kỹ năng tịch diệt là biên quân võ thì chắc chắn bách lý trường thanh bây giờ không thể nào đứng dậy được chứ đừng nói là còn có thể nói chuyện với mọi người lớn tiếng như vậy ánh mắt nguyên không dã bắt đầu trở nên ngưng ác thầm lăn tăn ánh mắt khóa chặt về phía trương dịch có vẻ sự xuất hiện của thần uy từ thuật đồng tử của trương dịch khiến nguyên không dã có phần cảm thấy áp lực loại kỹ năng sát chiêu không gian này đủ khả năng để đánh sòng phẳng với nguyên không dạ nhưng trương dịch không hề lo lắng hoặc phân tâm giống như nguyên không dạ trong lúc nguyên không dạ còn đang suy tính đắn đo để đối phó với thần uy thì trương dịch khẽ lôi từ trong không gian ra một cái bánh bao nhân thịt sau đó bình tĩnh nhét vào miệng thưởng thức vừa thưởng thức màn thầu của dương mật chế biến trương dịch thầm lầm nhầm trong đầu thần uy khiến mình tiêu hao quá nhiều dị năng vì vậy cần phải kịp thời bổ sung năng lượng nhưng may mắn rằng mình chính là năng lực giả hệ không gian đối phó với việc chiến đấu tiêu hao dị năng này chính là thế mạnh của mình nhưng không ai trong những người ở đây có thể nhìn rõ và để ý rằng hiện tại trong đôi mắt lạnh lùng trong trẻo của nguyên không dạ ngập tràn sát khí con ẻm nghiến răng canh kết nhìn trương dịch mà sầm mặt lại sao ngươi dám có ý định làm tổn thương ta tất cả những kẻ phàm tục các người đều đáng phải chết lúc đầu nguyên không dạ luôn đinh ninh trong đầu rằng với sức mạnh to lớn mà bản thân đã đạt được nguyên không dạ cho rằng mình đã đạt tới cảnh giới thần thánh vì vậy mà không hề coi trọng những người bên phía trương dịch cho rằng những phàm nhân yếu đuối này không thể làm gì được mình tuy nhiên sự xuất hiện của thần uy tới từ trương dịch lại khiến trong lòng nguyên không dạ khẽ đánh lô tô cô ả lo lắng và khẽ có chút sợ hãi có lẽ những phàm nhân đứng trước mặt nguyên không dạ bây giờ lại là những kẻ thật sự có khả năng làm tổn thương và gây nguy hiểm cho nguyên không dạ sự sợ hãi này dần dần lấn át đi lý trí nguyên không dạ trở nên không còn dầu nhờn với đám người trương dịch như lúc đầu bộc phát nộ khí sung thiên trở nên tức giận nguyên không dạ quyết định chơi tới bến luôn quyết định lựa chọn giết tất cả những người trước mặt mình càng nhanh càng tốt nguyên không dạ giang hai tay lên trên phong bạo cự thạch và lốc xoáy càng lúc càng lớn thêm mọi thứ xoay quanh và bao bọc lấy cơ thể của nguyên không dạ lốc xoáy vô tận kia mang theo vô số đất đá băng tuyết và mọi thứ xung quanh cuốn vào bên trong chính thức biến khu vực này thành một cơn lốc xoáy khổng lồ theo đúng nghĩa đen dần dần nguyên không dạ vận dụng dị năng mở rộng bán kính của cơn lốc xoáy khổng lồ này mục đích nhắm vào những người bên phía trương dịch cơn lốc xoáy bắt đầu hút mọi thứ xung quanh vào bên trong đôi chân của tất cả mọi người bắt đầu không còn vững vàng nữa mà trở nên loạn trọng tất cả theo lời nhắc nhở vội vàng rút lui về phía sau để tránh bị cuốn vào giữa cơn lốc xoáy nếu để bản thân bị hút vào trong phạm vi của cơn lốc xoáy một điều duy nhất chắc chắn là sẽ phải chết nhưng khi mọi người tưởng mình đã rời xa phạm vi của cơn lốc xoáy cứ ngỡ rằng nơi này đủ an toàn để phòng ngự thì một cơn bão tuyết cực mạnh và dữ dội hơn bắt đầu tràn xuống mặt đất đó tuyết sỏi đất đá cùng đủ loại dị năng đáng sợ và khủng khiếp bắt đầu được nguyên không dạ biểu diễn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc như thế này không một ai nghĩ ra cách nào để phản kháng lại được trường dịch bách lý trường thanh và thủ lĩnh các thế lực có mặt nơi này năng lực và kỹ năng của mọi người đều rất tuyệt vời và phi thường nhưng đối mặt với trên lệch cấp bậc trình độ hoàn toàn là một sự khác biệt về đẳng cấp khi một dị nhân đạt tới le vừa năm cấp bậc epsilon cũng chính là nói hiện tại đây là cấp độ năng lực siêu nhiên mạnh nhất trái đất nguyên không dạ sẽ không còn thuộc cùng đẳng cấp với những dị nhân từ cấp bậc delta trở xuống tính đến thời điểm này mới chỉ tìm thấy một dị nhân cấp bậc epsilon huyền thoại trên toàn bộ hoa quốc tính cả biên quân võ một người mới lóe sáng vọt lên đỉnh vinh quang huy hoàng trong những phút cuối đời tự đốt cháy sinh mệnh của mình để có thêm sức mạnh giải cứu mọi người, thì giờ đây, Nguyên Không Dạ là người thứ ba đạt được sức mạnh này. Và đây chính là một người đạt cấp độ Epsilon hoàn hảo nhất, mang trong mình vô số loại siêu năng lực đặc biệt. Đối mặt với uy lực khủng khiếp từ sức mạnh tuyệt đối của Nguyên Không Dạ, mọi người đều phải gồng sức, chật vật chống cự một cách khó khăn, cổng không gian của Trương Dịch không thể bảo vệ được tất cả mọi người, nhưng cũng rất may là có thủ đoạn này tạo thành một tấm khiên phòng ngự hoàn hảo, có thể chống đỡ được toàn bộ thủ đoạn công kích vật lý. Lúc này có thể giúp cho Trương Dịch Hoa hoa, lương duyệt chú viu cùng những người khác được bình an vô sự từ mập trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đưa ra gợi ý làm sao chúng ta có thể mai chiến đấu với cô ta như thế này được con khốn ấy có rất nhiều khả năng đến nỗi ngay cả điểm yếu của cô ta chúng ta cũng không thể dễ dàng tìm ra được đại ca chúng ta nhanh trốn đi trương dịch lạnh lùng nhìn về phía nguyên không dạ đứng lơ lửng ở trung tâm sau đó quay lại hỏi từ mập trốn thoát sao đi đâu bây giờ cậu nghĩ bây giờ chúng ta có thể trốn thoát được nữa không trương dịch bắt đầu thầm nghĩ thật sự lúc này nếu chỉ có một mình mình ở đây thì việc trốn thoát hoàn toàn không có vấn đề gì nhưng việc mang theo nhiều người như vậy để chạy trốn cùng một lúc thì không thể thực hiện được suy đi tính lại bản thân mình có thể kịp phản ứng với tốc độ xuyên qua không gian nhưng những người khác lại không thể chỉ cần xuất hiện bất kỳ sự chậm trễ nào sẽ làm gián đoạn thời gian xuyên không gian đến lúc đó nguyên không dạ sẽ không nhanh chóng tìm mọi cách để đuổi kịp trương dịch nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào nguyên không dạ lơ lửng trên khâu trung đôi mắt bắt đầu vẫn sức chuẩn bị phát động thần uy bình tĩnh quyết định hiện tại trước mặt chúng ta chỉ có trận chiến này nếu thắng thành phố thiên hải từ nay về sau sẽ luôn luôn yên bình nếu thua chúng ta sẽ phải chấp nhận sự thật nguyên không dạ trong phút chốc cảm nhận được nguồn sức mạnh tỏa ra từ phía trương dịch lần này nguyên không dạ có vẻ trở nên tự tin hơn bao giờ hết cô ả nhìn về phía trương dịch khẽ nhếch miệng cười thầm vẫn muốn nhắm vào ta sao để xem lần này ngươi sẽ sử dụng thuật đồng tử như thế nào đối mặt với thần uy của trương dịch nguyên không dạ đã có cách đối phó vì vậy mà vận dụng một dị năng phân thân của mình nhanh chóng tạo ra nhiều dư ảnh chỉ trong thoáng chốc xuất hiện rất nhiều ảo ảnh trồng chéo lên nha khiến trương dịch không thể khóa vị trí của nguyên không dạ nhưng ưu điểm lớn nhất bên phía trương dịch có được hiện tại chính là số lượng người áp đảo bách lý trường thanh cho rằng kinh nghiệm chiến đấu của nguyên không dạ chưa đủ phong phú cho dù có đủ sức mạnh và kinh nghiệm chiến đấu cũng sẽ xuất hiện khuyết điểm lúc này có thần uy của trương dịch làm nghi binh khiến nguyên không dạ không thể dễ dàng tập trung đối phó với những người khác vì vậy sẽ có cơ hội cho phía trương dịch tấn công từ các hướng khác nhau cũng như lốc xoáy và phong bạo cự thạch sẽ suy yếu dần từ đó mọi người sẽ có cơ hội chạy trốn Hình Thiên một lần nữa kích hoạt tối đa sức mạnh của bản thân, để nâng cao sự gia hộ cho mọi người tới từ kỹ năng quân đoàn Hình Thiên, năng lực và thể chất cộng nhanh nhẹn của mọi người một lần nữa được gia tăng thêm một bậc. Kỳ Quang Minh giơ khẩu súng bắn tỉa trong tay mình, ngắm thẳng vào đầu Nguyên Không Dạ bắt đầu nổ súng, cố gắng gây thêm một chút áp lực cho Nguyên Không Dạ. Nguyên Không Dạ thực sự không sợ uy lực từ khởi nguyên đạn của Kỳ Quang Minh, nhưng nếu vô tình bị thương từ phát súng này thì chắc chắn không phải là điều Nguyên Không Dạ sẵn sàng chấp nhận, vì vậy luôn trong trạng thái đề phòng vẻ mặt khó chịu vung tay điều khiển thần lực chặn lại trong đầu tức giận thầm nghĩ thật là một kẻ khó chịu bách lý trường thanh hùng dũng cố gắng luồn lách theo những kẻ hờ tay cầm theo thanh trường thương kỳ sĩ cẩn thận di chuyển và tìm cơ hội để tung một đòn kết liễu nguyên không dạ mặc dù hiện tại sức phòng ngự của bách lý trường thanh rất mạnh mẽ nhưng nếu để bản thân dính thêm một đòn tịch diệt nữa từ cự ly gần không có gì có thể đảm bảo xương và cơ thể của bách lý trường thanh sẽ còn nguyên vẹn giọng nói của nguyên không dạ lanh lảnh vang vọng khắp khu vực này các người muốn phản kháng ta ư các người cho rằng các người có thể làm điều này sao? Thật là nực cười. Nguyên không dạ xua tay về phía trước. Phong bạo cự thạch càng càng quét mạnh mẽ hơn về phía tây. Cảm giác như muốn giết chết tất cả mọi người chỉ bằng một đòn duy nhất. Nhưng mục tiêu tấn công chính của Nguyên không dạ lần này chính là Trương Dịch và Kỳ Quang Minh.